Tiếp tục bên em về một lô tủ đựng đèn. Cái này là đèn pa 60 hay 54 bóng có nhá, loại 8 ngăn như thế này. 8 ngăn tương đương với 8 con. Đấy. Có một bác khách đến nhà lấy vừa. Lúc này em đăng một cái video này. Giờ đang chuẩn bị đi. Vừa chẳng xong các bạn. Thì cái tủ đựng led 8 con này thì bên em luôn luôn có sẵn các bác nhá, luôn luôn có sẵn. Nếu bác nào lấy thì cứ liên hệ bên này 6 là bên em nhá. Dạ. Dạ, cái tủ này có cái kích thước ở cái phần link mô tả các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi bên này 6 Long bên em. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bye các bác.